Năm 2070 trái đất bùng nổ dân số cực mạnh, dân số lúc này đạt mốc 10 tỷ người. Để giải quyết vấn đề lương thực, các nhà khoa học làm biến đổi gen cây trồng tăng năng suất. Ai ngờ loài người ăn vào cũng bị biến đổi gen. Nhà nhà người người đều sinh năm sinh bảy, trong 3 năm đã khiến trái đất tăng thêm 1 tỷ người. Các nhà lãnh đạo hội họp khẩn cấp, đưa ra chính sách mỗi gia đình chỉ được đẻ một. Với những đứa trẻ được sinh thêm, tất cả sẽ bị cho ngủ đông và lưu trữ lại, cho đến khi giải quyết được vấn đề dân số. Nhưng thực ra chả có cái gì gọi là ngủ đông, bởi vì chi phí lưu trữ quá lớn, đám trẻ sinh thêm đều bị chính phủ bí mật thiêu sống đáng sợ. Gia đình Adam sinh một lần ra 7 cô gái, ông không muốn chính phủ cho 6 đứa phải ngủ đông, thế là ông giấu chúng, đặt tên tất cả lần lượt từ thứ hai cho đến chủ nhật. Adam cứ vậy nuôi 7 con gái lớn lên trong hầm. Vì chúng giống nhau tuyệt đối, tất cả đều sống dưới thân phận một người là thứ hai, mỗi người chỉ được ra ngoài một ngày trong tuần theo đúng tên của mình. Để đảm bảo không bị phát hiện, ai về cũng phải kể ra những chuyện mà mình đã trải qua trong ngày. Hôm đó thứ năm trốn ra ngoài trượt ván, không may bị cụt mất ngón tay trỏ. Kết quả cả 7 chị em đều phải chặt ngón tay trỏ cho giống nhau. Adam tiêm thuốc tê cho tụi trẻ, hơ qua ngọn lửa để khử trùng dao, sau đó lần lượt chặt từng đứa cho đến hết. Nhiều năm sau xã hội đã dần ổn định, nhưng mọi người ra đường đều bị kiểm tra cực nghiêm. Nhà nào sinh hơn một người mà bị phát hiện, lập tức sẽ bị bắt đi trước mặt mọi người. Mặc dù Adam kiểm soát chặt chẽ sự khác nhau của các chị em, nhưng tính cách của họ càng ngày càng khác biệt. Thứ hai là chị cả có trí tuệ và sự trưởng thành, nhưng thứ năm lại luôn thích cãi cọ với các chị em khác. Hôm nay là thứ hai chị cả ra ngoài đi làm, đột nhiên khi vào thang máy có kẻ xông vào. Henry nói đã biết hết bí mật của cô rồi nhé. Quả nhiên tối đó thứ hai không hề về nhà. 6 chị em ở nhà lo lắng không ai liên lạc được, hệ thống báo vị trí cũng bị tắt rồi. Họ sợ chính quyền tìm thấy thứ hai đã chết, thì cả đời này 6 chị em không thể ra ngoài nữa. Hôm sau cô thứ ba vốn nhút nhát đánh nhiều ra ngoài tìm thứ hai, nhưng vì không được kể chuyện của ngày hôm trước nên rất căng thẳng. Sau khi đến được phòng làm việc ở ngân hàng, Henry nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô liền đến quán bar hỏi thử xem tối qua mình có đến đây. Qua lời kể của chị phục vụ, thứ ba biết chị ấy và Henry đã cãi nhau ở quán bar này. Đang khi muốn trở về để báo cho chị em biết, bất ngờ một nhóm đặc vụ chặn đường đưa cô đi. Trước khi đi còn cắt luôn vòng tay tín hiệu. Thứ ba bị đưa đến cục gặp tiến sĩ Kotech. Cô chợt nhận ra bà ta đã biết bí mật của bọn họ rồi. Dưới mệnh lệnh của bà tiến sĩ độc ác, đám đặc vụ đã chọc lấy con mắt của chị thứ ba. Năm chị em còn lại hoàn toàn chưa biết nguy hiểm. Đột nhiên sát thủ đã tới bên ngoài, chúng dùng con mắt của thứ ba để đi qua cửa. Bốn chị em vội vàng trốn vào mật thất, không ngờ đám sát thủ biết được cả bí mật này. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thứ năm bí mật tấn công một sát thủ từ phía sau. Các chị em còn lại nhân cơ hội đó phản kháng. Mặc dù đánh nhau với đám đặc vụ cực kỳ vất vả, nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng 5 người như một, các chị em ban đầu sớm chiếm được ưu thế. Thứ tư bên này đã hạ sát được một người, thứ năm cũng gồng hết sức hạ nốt được thằng còn lại. Không ngờ trong lúc hỗn loạn chủ nhật không may trúng đạn, cuối cùng sớm phải ra đi trong vũng máu. Cái chết của em út khiến các chị đau khổ vô cùng. Bên này tiến sĩ độc ác biết nhiệm vụ ám sát thất bại, liền ra lệnh cho các đặc vụ đi tìm Henry. Phía các chị em biết cục kiểm soát thuê sát thủ bên ngoài, vậy là bà tiến sĩ kia muốn giết họ trong bí mật, bởi họ sống đến giờ này dù sao cũng là lỗi của bà ta. Đồng nghĩa các chị em vẫn có thể ra ngoài. Hôm sau thứ tư đánh liều đến gặp Henry, dùng súng ép anh ta nói ra sự thật. Không ngờ hắn lại không biết về 7 chị em, mà chỉ biết thứ hai và tiến sĩ Kotech đã ký một hợp đồng mờ ám. Nhưng khi hắn chưa kịp nói hết sự thật, bất ngờ bị sát thủ gần đó ám sát. Thứ tư vội vàng đóng cửa sổ lại khiến bắn tỉa mất tầm nhìn. Bên dưới thấy vậy liền cử một nhóm sát thủ lao lên. Các chị em ở nhà chỉ đường cho thứ tư chạy. Thứ tư tạm thời trốn vội vào nhà vệ sinh, một tên không biết lò dò đi vào. Thứ tư bất ngờ xiết cổ nhanh chóng hạ gục được hắn. Vì vũ khí được mã hóa vân tay, thứ tư đành cắt bộ ngón tay của hắn gắn băng dính vào tay mình. Nhờ vậy mở khóa được vũ khí hạ hết 3 sát thủ còn lại. Nhóm bên dưới lập tức phái một đội khác đi lên. Thứ tư biết mình phải mau rút khỏi. Nhờ hướng dẫn của các chị em nhảy vào thùng rác, khốn nạn thay rác hôm nay được dọn sạch rồi. Thứ tư đau đớn cố gắng gượng dậy bỏ chạy, mà đám sát thủ cũng đã đuổi theo ngay sát đít. Thứ tư vội vàng chạy vào một khu những người vô gia cư, người dân nhiệt tình giúp đỡ cản đường sát thủ lại. Nhờ vậy thứ tư chạy được ra tuyến phố đông người, nhưng không may bọn sát thủ có định vị của cô, chúng cứ mặc nhiên xả súng ai chết thì chết. Chị em ở nhà đang mải miết hướng dẫn thứ tư bỏ chạy, đột nhiên bên ngoài có đặc vụ đến gõ cửa bên ngoài. Các chị em đành tạm gác lại việc hỗ trợ thứ tư, để cô thứ bảy ra nói chuyện với tên này. Sau cuộc nói chuyện qua quýt, họ hiểu ra một trong 7 người đang hẹn hò với tên này. Để điều tra chân tướng sự việc, 3 chị em đành xếp cho thứ 7 mạo hiểm đi cùng hắn. Trước khi đi thứ 6 đeo cho cô một cái vòng tay có gắn con chip. Chỉ cần đưa vòng tay của cô lại gần vòng tay của tên kia, là thứ 6 có thể xâm nhập vào máy chủ của cục quản lý. Khi thứ 7 cùng tên đặc vụ rời đi, thứ 6 vội vàng trở lại máy tính giúp thứ 4 chạy trốn. Nhưng chạy một hồi tới khe của hai tòa nhà, thứ 4 lấy hết can đảm cố nhảy vượt qua.
Không ngờ đúng lúc nhảy thì một tên bắn trúng ngực, thứ tư bị trúng đạn vẫn cố bám vào tòa nhà. Nhưng tên cận vệ của tiến sĩ không ngần ngại ra tay sát hại. Bên này thứ bảy đi theo tên đặc vụ về nhà hắn, nhìn tấm ảnh trên giá sách, thứ bảy biết trong số chị em có một người là bạn gái của tên này. Thứ bảy chấp nhận xếp hình, để thứ sáu ở nhà có thể hack được máy chủ. Cô phát hiện ra thứ hai đã chuyển tiền cho tiến sĩ hàng triệu đô. Ngoài ra khi hack vào camera của cục, hai người nhìn thấy một cô chị em của mình. Tưởng rằng đó là thứ hai, họ không khỏi sung sướng. Về phía thứ bảy qua cuộc trò chuyện với Evan, cô đã biết người hẹn hò hắn chính là thứ hai. Khi Evan vừa rời khỏi, thứ bảy vội gọi báo tin cho chị em ở nhà. Nhưng bất thình lình ba tên sát thủ tiến đến. Hai người ở nhà bất lực nhìn cô em bị hại. Cùng lúc này người của cục cũng tấn công vào căn nhà hai người đang ở. Trong lúc thứ năm và thứ sáu bỏ chạy khỏi cơn mưa đạn, thứ sáu bất ngờ kéo thang lên không chạy nữa mà quay về căn nhà. Hóa ra cô về nhà cho bình ga mini vào lò vi sóng. Thứ sáu tạo một quả bom hẹn giờ. Thứ năm bên ngoài muốn cứu em nhưng mà bất lực. Thứ sáu muốn cho bà tiến sĩ kia biết bảy chị em là ai. Quả nhiên khi đám đặc vụ tới cửa, một vụ nổ lớn cướp đi toàn bộ sinh mạng của chúng. Thứ năm đau đớn vật vã khóc thương những người em của mình. Evan nghe thấy thông tin về vụ nổ, lập tức lên xe phóng đến hiện trường. Nhìn thấy thi thể của người yêu, anh ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi vừa vào xe liền bị thứ năm bắt làm con tin. Lúc này thì anh mới biết mình yêu phải chị em sinh bảy. Thông qua phản ứng của anh ta, thứ năm biết Evan không phân biệt được bọn họ. Thế là hai người quyết định bắt tay với nhau tìm cách giải cứu thứ hai đang bị nhốt ở cục quản lý. Để có thể xâm nhập vào cục, thứ năm giả vờ chết để Evan đưa vào. Họ thuận lợi đột nhập được vào phòng ngủ đông. Thế nhưng hai người đã cực kỳ sốc trước sự thật lạnh người. Cái cabin ngủ đông ấy thực ra là một cái lò hỏa thiêu. Thứ năm lấy vòng tay quay lại tất cả cảnh tượng tàn khốc này. Bây giờ chuẩn bị tới lượt của cô bị thiêu sống. Thứ năm bất ngờ đạp y tá độc ác vào lò thiêu, sau đó đóng cửa cho cô ta thành tro bụi. Bên ngoài Evan cũng đã giải quyết xong hai tên lính. Họ thật sự vẫn chưa hết bàng hoàng. Hóa ra 2 tỷ người nói là ngủ đông đều đã bị thiêu sống hết. Họ vội vã đi tìm người chị thứ hai, nhưng ở đây chỉ tìm thấy chị thứ ba bị mù một mắt. Lúc này thứ hai đang ở cùng bà tiến sĩ ký thỏa thuận. Thứ hai sẽ cấp số tiền khổng lồ cho tiến sĩ tranh cử và bán đứng các chị em, đổi lại tiến sĩ sẽ cho thứ hai được sống. Bên này thứ ba cùng Evan vào phòng máy để đăng video lúc nãy. Còn thứ năm thì giả làm thứ hai đi vào hội trường diễn thuyết của tiến sĩ Kotech. Nhưng thứ ba vừa mới đột nhập được phòng máy chủ, chưa kịp đăng video thì đám đặc vụ đã tới bắn nhau. Hai bên đấu súng một hồi quyết liệt. Bên này thứ năm gặp chị thứ hai trong nhà vệ sinh. Thứ năm chất vấn người chị tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Lúc này thứ hai mới nói cô ta muốn được ra ngoài cả tuần. Hơn nữa thành công của bảy chị em đều là cô ta gây dựng. Thứ năm giả vờ xin lỗi từ từ tiến tới, bất ngờ quật ngã người chị cả xuống nền nhà. Cả hai lao vào đánh nhau bắn sống bắn chết. Sau một hồi tranh nhau khẩu súng quyết liệt, thứ năm thành công bóp cò kết liễu thứ hai. Bên này thứ ba vội vàng đăng video lên mạng, còn Evan hỗ trợ hạ đám đặc vụ lai ve. Không may anh bị một kẻ siết cổ từ phía sau gáy. Cũng may lúc nguy cấp kịp thời hạ gục tên này. Phía tiến sĩ đang thuyết trình về kế hoạch hóa dân số, mọi người hết lòng hoan hô vui mừng. Bất ngờ trên màn hình chiếu cảnh thiêu sống đứa bé. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến ai ai cũng hoảng sợ. Bà tiến sĩ tức giận lao tới bóp cổ thứ năm. Đồng thời lúc này thứ hai chưa chết cầm súng tiến tới. Cận vệ của tiến sĩ lập tức bắn cô. Evan rất nhanh rút súng bắn hạ được hắn. Hội trường bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Cô thứ hai đang nằm dưới đất, không nhịn được ân hận nước mắt tuôn rơi, không ngừng nói lời xin lỗi với đứa em của mình. Hóa ra là trong bụng cô đã mang thai hai bé. Vì muốn sinh con nên cô mới làm như vậy. Sau vụ thiêu sống người bị can lộ lộ, đạo luật kế hoạch hóa gia đình phải gỡ bỏ hoàn toàn. Mặc dù thứ hai đã chết đi, nhưng dựa vào công nghệ tiên tiến, hai chị em cứu sống được hai đứa con của cô. Còn thứ ba cũng ghép lại được con mắt của người chị vào mình. Con cái là phúc lộc trời cho, tôi mà đẻ được tôi cũng phải đẻ 10 đứa. Phim tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!